thì chúng ta khảo sát tổng từ cũng những cái chuỗi xung trọng T1 và T2 qua vùng chậu và sẽ có hình quét qua thận, bởi vì là dị tật hệ niệu nó sẽ thường đi kèm với dị tật tử cung, tần suất lên đến khoảng 25%. Trong các chuỗi xung của cộng hưởng từ thì các chuỗi xung T2 là những cái chuỗi xung đặc biệt quan trọng để đánh giá cấu trúc và hình dạng của tử cung, và chúng ta cũng sẽ cắt làm sao để được cái mặt phẳng corona oblique theo trục của thân tử cung, còn nếu không thì chúng ta sẽ chụp chuỗi xung T2 3D và sau đó là chúng ta sẽ tái tạo lại mặt phẳng corona oblique theo trục của thân tử cung để làm gì? Bởi vì đây là cái mặt phẳng cực kỳ quan trọng để chúng ta phát hiện và đánh giá dị tật tử cung. Ví dụ như là nhìn cái hình này là chúng ta biết chắc chắn bệnh nhân này là một cái tử cung có vách ngăn. Còn chúng ta nhìn cái hình này là chúng ta chắc chắn đọc được đây là một cái tử cung bình thường, loại bỏ hẳn là bệnh nhân này có dị tật tử cung hay không. Trong những cái nghiên cứu của nước ngoài về cái sự tương hợp của siêu âm 3D với lại cộng hưởng từ trong chẩn đoán dị tật tử cung á, thì luôn luôn có một cái hạn chế của các tác giả đưa ra, đó là cái nhóm chọn cộng hưởng từ là biết trước những cái ca này có dị tật tử cung. Vậy thì cái câu hỏi ngược lại đó là có khi nào người ta đọc cộng hưởng từ mà người ta không biết dị tật tử cung mà người ta có bỏ sót hay không? Vậy thì câu trả lời là không ha. Nếu mà chúng ta thực hiện đúng kỹ thuật và chúng ta có được mặt phẳng corona T2 update theo trục của thân tử cung, ví dụ như trường hợp này á là bệnh nhân chụp vì theo dõi một cái khối áp xe phần bụng bên phải phân biệt với khối u buồng trứng phải, tuy nhiên tình cờ thì chúng ta cũng ghi nhận được đây là một cái tử cung có vách mà vách ngăn kéo dài từ đáy tử cung xong cho tới đáy lỗ ngoài của cổ tử cung. Cái ca này á chụp là bởi vì siêu âm phát hiện những cái khối u đặc cặp tử cung cộng với những cái hạch phì đại cộng động mạch chủ bụng, thì trên cộng hưởng từ ngoài những cái đặc điểm gợi ý tới lymphom thì chúng ta cũng tình cờ ghi nhận được đây là cái tử cung một sừng mà có một cái mầm tử cung bên phải không có nội mạc bên trong. Cái ca này là chụp để đánh giá giai đoạn của cổ tử cung, nhưng mà chúng ta cũng tình cờ phát hiện tử cung này là tử cung hai sừng một bồ. Đây là một cái trường hợp tôi mới có gần đây, bệnh nhân được siêu âm rất là nhiều lần và gần đây nhất là một cái siêu âm có bơm nước lọc tử cung là đều chẩn đoán là bệnh nhân có một cái nhân sơ tử cung dưới niêm mạc, nhưng mà khi chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy đây là một cái tử cung có vách ngăn, tử cung có vách ngăn mà cái vách ngăn này rất là đặc biệt, nó kéo dài từ đáy tử cung xuống tới đoạn eo của tử cung và cái bề dày của nó rất là nhiều, cộng với nó chứa cơ trơn trên toàn bộ bề dày vách ngăn. Đây là một cái trường hợp đó, nếu chúng ta nội soi cắt vách ngăn qua lòng tử cung sẽ gặp khó khăn. Trường hợp này thì bệnh nhân được siêu âm 2D nhiều lần thì chúng ta thấy là kết quả rất là thay đổi tùy người, có người đọc tử cung hai sừng, có người đọc tử cung đôi. Nếu mà bệnh nhân được siêu âm 3D thì chắc chắn là rất là dễ chẩn đoán rồi, nhưng mà do chúng tôi không có siêu âm 3D cho nên là bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy đây là một cái tử cung, cái bờ thanh mặt của nó lõm dưới 1 cm thì đây là tử cung có vách và cái vách ngăn này nó kéo dài tới lỗ ngoài của cổ tử cung. Vậy thì khi chẩn đoán dị tật tử cung trên cộng hưởng từ chúng ta cũng sẽ phân tích theo tuần tự và chúng ta sẽ xác định cái loại dị tật, kế đến nữa là chúng ta xác định những cái biến chứng liên quan tới dị tật và đương nhiên là sẽ đánh giá những cái bệnh lý đi kèm. Để mà xác định cái loại dị tật thì chúng ta phải tách ra và phân tích từng phần của tử cung, coi thân tử cung, cổ tử cung, âm đạo như thế nào, và chúng ta sẽ dựa vào một cái bảng phân loại cụ thể để mà chúng ta sắp xếp cái loại dị tật. Vậy thì trong bài này thì tôi chủ yếu giới thiệu cái bản dị tật của Hội Sinh Sản Mỹ năm 2021 là cái bản phân loại mà chúng tôi sử dụng thường nhất. Đây là cái bản phân loại nó được xây dựng trên nền tảng bản phân loại của Hội Vô Sinh Mỹ năm 1988. Thì các anh chị cũng biết là bản phân loại của Hội Vô Sinh Mỹ năm 1988 là một cái bản phân loại hết sức đơn giản và dễ sử dụng, bởi vì là nó xây dựng trên nền tảng theo cái quá trình phát triển phôi thai của tử cung cho nên là rất là quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên nó có một cái khuyết điểm là nó không đề cập tới dị tật của cổ tử cung và dị tật của âm đạo, trong khi ba cái thành phần này nó thường có liên quan với nhau bởi vì nó có chung nguồn gốc phôi thai. Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng cái bản phân loại năm 1988 thì có khoảng 1/4 trường hợp chúng ta sẽ không xếp loại được. Thì đến năm 2021 thì Hội Vô Sinh Mỹ người ta xây dựng lại và người ta bổ sung
cần siêu âm qua đường bụng với tầm quang tủ nước tiểu là chúng ta đã có thể phát hiện được cái bệnh nhân đó có hay không có cổ tử cung vạm động. Thì trên cổng tử chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy được phần dưới âm đạo bình thường, không có thân tử cung, cổ tử cung và phần trên âm đạo. Ở vị trí của cổ tử cung nó chỉ có di tích của cổ tử cung là cái mẫu màu đen nằm ở đây. Thì với các đặc tính này cộng với chúng ta tìm được hai hội chứng bình thường, chúng ta sẽ nghĩ đến nó nằm trong hội chứng bất sản hai ống tử trung thận, mà cái hội chứng thường gặp nhất đó là hội chứng MRKH. Thì trong cái hội chứng này á, khi các anh chị làm siêu âm 2D, nếu mà mình quan sát tỉ mỉ mình cũng có thể chẩn đoán được. Nhưng mà quan trọng á, là chúng ta sẽ tìm xem coi những cái mầm tử cung này nè nó có chứa nội mạc hay không, bởi vì khi nó có chứa nội mạc nó sẽ có gây những cái biến chứng về phụ khoa cho bệnh nhân. Vậy thì trường hợp này chúng ta thấy cái mầm tử cung bên trái nó kích thước nhỏ, không có nội mạc và không có tổn thương khu trú, còn cái mầm tử cung bên phải là cái khối mà siêu âm ghi nhận được đó, nó cũng không có nội mạc nhưng mà nó lại có một cái khối chốt chỗ lớn gợi ý tới nhân sơ tử cung. Thì những cái trường hợp MRKH đơn giản là những cái giống như trường hợp vừa rồi, nó không có chứa nội mạc nhưng mà có khi nó phức tạp là nó có chứa nội mạc, giống như trường hợp này mà bên phải có nội mạc mà bên trái có nội mạc, và bởi vì nó có nội mạc cho nên hiện tại thì nó đang có ứ máu trong cái mạc bên trái, ứ máu hội chứng trái và thậm chí là nó có biểu hiện có lại nội mạc tử cung trong buồng chậu. Một cái ca thứ hai đó là siêu âm chúng ta phát hiện có một cái khối u đặt cạnh phải tử cung và gợi ý đây là cái nhân sơ tử cung loại 7. Tuy nhiên nếu mà anh chị nhìn kỹ thì các anh chị sẽ thấy là bao quanh cái khối mà chúng ta đang nghĩ u đặt đó, có vẻ chúng ta ghi nhận được là có vẻ có cơ tử cung bao quanh, nó không có hợp lý với một cái nhân sơ tử cung loại 7, cho nên có một cái chẩn đoán phân biệt đưa ra có phải là nhân sơ tử cung trên một cái sừng chọn hay không. Vậy thì khi chụp cổng hận từ á, chúng ta trước tiên chúng ta thấy được cái sừng tử cung bên trái và cái đoạn kẽ là nó hướng về phía bên trái, cho nên đây là sừng trái nè ha, và nó thông với nội mạc tử cung, thông với âm đạo. Thì đây trước hết chúng ta biết là một cái tử cung một sừng với sừng chính bên trái, và trong mạch tử cung một sừng á là chúng ta sẽ đi tìm những cái mầm tử cung và coi coi trong mầm tử cung đó nó có nội mạc hay không. Vậy thì đến đây chúng ta biết cái khối bên phải tử cung mà siêu âm ghi nhận đó là cái mầm tử cung bên phải, thì chúng ta thấy là bên trong nó có nội mạc tử cung và cái tình trạng bao quanh của nó là tình trạng điển hình của adenomyosis. Rõ ràng là cái triệu chứng giữa MRKH và tử cung một sừng rất là dễ phân biệt với nhau và tiên lượng của hai cái bệnh này hoàn toàn khác nhau, chúng ta không nên chẩn đoán nhầm. Tuy nhiên MRKH nó có những cái biểu hiện rất là đa dạng mà chúng ta có thể đôi khi chúng ta đọc nhầm nó thành một cái loại dị tật khác, có tiên lượng khác. Ví dụ có những cái trường hợp cái âm đạo nó rất là dài, chúng ta nhìn vô chúng ta nói âm đạo bình thường, hoặc là cái mầm tử cung nó phát triển quá tốt, chúng ta nhìn vô chúng ta nói là cái mầm tử cung này có một cái tử cung một sừng hay là cái gì đó. Ví dụ giống như trường hợp này là chúng ta nhìn vô chúng ta thấy là cái âm đạo rất là dài gần như bình thường và cái sừng tử cung này có vẻ rất là bình thường, cho nên ban đầu là bị chẩn đoán nhầm là tử cung một sừng. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ lại là cái phần của cổ tử cung nó hoàn toàn không bình thường và ở chính giữa cái mà chúng ta đang nghi cổ tử cung và âm đạo nó vẫn có khe hở, tức là nó có bất sản một phần trên của âm đạo, thì đây quy về hội chứng MRKH. Thì người ở ngược lại thì đây sẽ là cái mầm tử cung bên trái mà nó có nội mạc, cho nên nó có adenomyosis trong cơ và nó có ứ máu trong cái hội chứng bên trái. Cái mầm tử cung bên phải kích thước nhỏ, không có nội mạc ha, và kế đến là chúng ta thấy một cái mảng gợi ý tới mô sơ do lạc nội mạc sâu và nó dính co kéo hai cái mầm tử cung với nhau, nó dính trực tràng ở phía sau và nó dính phần phụ bên trái. Cái ca này á thì thật sự là tôi gặp bệnh nhân khi bệnh nhân chụp một cái CT hệ niệu, bởi vì người ta siêu âm bụng người ta phát hiện có thận ứ nước, thì khi mà đầu hình ảnh CT á ghi nhận là thận phải ứ nước giãn đều hoặc phải tới một cái cấu trúc gì đó ở vùng chậu, thì nhìn chung trên CT á có cái cảm giác là tử cung có dị tật và phần phụ hai bên nó có vấn đề, có tổn thương của bàng quang mà không hiểu là tổn thương gì, nhưng mà nghĩ là liên quan đến phần phụ nhiều hơn, cho nên nó đề nghị bệnh nhân đi khám phụ khoa và siêu âm phụ khoa. Tuy nhiên là kết quả siêu âm phụ khoa thì ngoài chuyện
biệt và nó có lạc mạng mạc trong thành bàng quang, rất là dễ nhầm với một cái khối u bàng quang. Ca này thì thuộc về dị tật phức tạp mà cũng khá là thú vị, bởi vì bệnh nhân không đi khám vì vô kinh, bệnh nhân vẫn có kinh bình thường, lần này đi khám vì trễ kinh. Nhưng mà chúng ta thấy đó là nó đang có ứ dịch trong cái lồng tử cung, cái buồng động mạch tử cung là bình thường bởi vì có hình tam giác. Nhưng mà nó có một cái khe hở nằm giữa thân tử cung và cổ tử cung, giống như chỗ đó bị cắt đứt ngang vậy. Rõ ràng là chúng ta thấy có một cái khe làm cho nó bị đứt ngang ở hai bên, thành hai phần, thân tử cung và cổ tử cung. Và đây là cái dị tật phức tạp được đưa vào cái bảng phân loại năm 2021, đó là bất sản eo tử cung. Thật sự thì tôi tìm trong y văn những ca này, người ta chỉ báo cáo rất là rải rác về cái vai trò của phẫu thuật để phục hồi thôi, rất ít trường hợp đưa được cái hình ảnh đẹp. Phần tử cung đôi, tử cung hai sừng và tử cung có quách thì tiêu chuẩn chẩn đoán chị và chị Nguyên đã nói rất là rõ, thì với siêu âm ba chiều chúng ta sẽ dễ dàng chẩn đoán được. Tuy nhiên nếu nó kèm theo những cái vấn đề khác thì đôi khi chúng ta sẽ khó khăn về mặt chẩn đoán. Ví dụ trường hợp này là trường hợp đơn giản, chúng ta có tử cung đôi bởi vì có hai thân tử cung, hai thân tử cung nằm cách xa nhau, có hai cổ tử cung, có một cái vách ngăn không hoàn toàn của âm đạo và cái mép dưới của vách ngăn nó dính vào cái thành trái của âm đạo và nó gây tắc nghẽn ứ máu kinh trong âm đạo bên trái, kinh cổ tử cung trái và lồng tử cung bên trái. Nhìn lên trên thì nó có bất sản thận cùng bên, đây là cái hội chứng MRKH. Thì trong những cái bệnh nhân như thế này chúng ta sẽ ghi nhận vị trí cái tắc nghẽn, ghi nhận thêm bề dày của vách ngăn nếu có, thì có thể giúp được cho các nhà lâm sàng khi mà người ta can thiệp cho bệnh nhân. Cái ca này cũng tương tự như vậy, nó là một cái tử cung hai sừng, bởi vì nó có dính nhau ở đây cho nên nó không là tử cung đôi nữa, nó là tử cung hai sừng. Nó cũng có một cái vách ngăn dọc âm đạo không hoàn toàn và cái tắc nghẽn cái ngăn âm đạo bên trái. Tuy nhiên nó đặc biệt hơn cái ca lúc nãy đó, đó là cái tính chất của cái dịch này á, nó giới hạn có 8 trên điện thu sinh và nó có phản ứng viêm xung quanh, gợi ý đây là cái trường hợp đang ứng mủ chứ không phải là ứng máu kinh. Cái ca này cũng vậy, bệnh nhân đi khám thì ra mủ âm đạo, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái tử cung có vách, bởi vì cái bề ngoài của nó phẳng nè, nó có hai buồng bề mặt, nó có hai cổ tử cung, hai ngăn ở cổ tử cung, có cái vách ngăn âm đạo không hoàn toàn, nó gây ứng mủ trong cái ngăn âm đạo bên phải. Nhưng mà tình cờ bệnh nhân này có một vấn đề rất là thú vị, đó là nó có thêm một cái khối trồi sùi ở cổ tử cung bên phải, gợi ý tới ung thư cổ tử cung bên phải. Nó bị ung thư trong cái ngăn mà nó bị bít tắc. Vậy thì á, cái vấn đề là khi chúng ta đọc dị tật tử cung, chúng ta phân loại dị tật, điều đó rất là tốt. Nhưng mà đôi khi những cái thông tin mà chúng ta cung cấp cụ thể cho nhà lâm sàng nó sẽ quý hơn nhiều. Đặc biệt là ví dụ như cái vị trí bít tắc, cái chiều dài của cái vách ngăn gây bít tắc, hoặc là trong cái tử cung có vách ngăn thì là vách ngăn chứa một sợi, chứa cơ trơn, vân vân. Thì tôi xin giới thiệu một cái trường hợp qua về sai lầm của chúng tôi ha. Thì đây là một cái tử cung bên phải, nó đang bị giãn lớn, ứ máu trong cái thân tử cung và cổ tử cung bên phải. Cái tử cung bên trái bình thường. Và chúng ta thấy là cái âm đạo này nó bình thường, nó nối được với cái tử cung bên trái. Nhưng mà cái cổ tử cung bên phải á, nó không nối được vào âm đạo. Thì trong y văn á, người ta cũng báo cáo vài trường hợp này, người ta gọi là cũng là hội chứng HW, là trường hợp tử cung đôi có vách ngăn dọc âm đạo không hoàn toàn, gây bít tắc một bên âm đạo và bất sản thận cùng bên. Thì bởi vì cái kiểu hình này nó không thường gặp, cho nên là khi mà kết quả ra mà trả là HW thì bác sĩ lâm sàng sẽ nghĩ ngay tới cái hình ảnh này, nghĩ ngay tới hình ảnh này, và người ta can thiệp bằng cách người ta đi từ dưới lên để tìm cái chỗ mà bít tắc để người ta phá vết ngăn. Mà thực tế đi lên hết âm đạo rồi vẫn chưa gặp và phải kết thúc thủ thuật và thủ thuật thất bại. Thì cái bản năm 2021 thì nó đưa cái loại này á vào cái dạng gì mà phức tạp, chứ nó không còn để trong HW nữa. Thì để cuối cùng tôi xin giới thiệu với quý chị đồng nghiệp về một cái bản để chúng ta tiếp cận một cái dị tật tử cung, cho dù chúng ta làm bằng cái kỹ thuật nào thì nếu chúng ta đi theo tuần tự các nhánh thì chúng ta cơ tin chắc là các anh chị sẽ chẩn đoán được gần như là hầu hết các loại dị tật tử cung, trừ những cái trường hợp phức tạp. Cái trước hết là chúng ta quan tâm là chúng ta có thấy thân tử cung
cung và cổ tử cung hay không. Nếu không có thì chúng ta có tới hai cái buồng trứng. Chúng ta có tới hai buồng trứng. Nếu là hai cái buồng trứng bình thường thì có thể nó là hội chứng MRSA. Chúng ta sẽ quan tâm tiếp những cái dấu hiệu để chúng ta xác định hội chứng này và những cái biến chứng của nó. Còn nếu mà không có tử cung mà lại không có buồng trứng, coi chừng nó nằm trong những cái bệnh lý liên quan đến nhiễm sắc thể hoặc là liên quan tới những hội chứng kém nhạy cảm với ăn dương đen. Còn nếu chúng ta chỉ thấy một phần tử cung thì chúng ta sẽ xác định đây là tử cung một sừng và chúng ta sẽ tìm coi cái mặt tử cung còn lại nó như thế nào. Còn nếu chúng ta đi qua nhánh thứ hai, chúng ta đã thấy thân tử cung và cổ tử cung thì chúng ta sẽ quan tâm tới bề ngoài của tử cung và nó có phẳng hay không hay nó lõm. Nếu mà nó lõm trên 1 cm thì chúng ta sẽ coi hai cái buồng nội mạc nó có hợp lại với nhau hay không. Nếu mà nó hoàn toàn không hợp lại thì có thể nó là tử cung đôi. Còn nếu nó có hợp lại với nhau một phần thì nó là tử cung hai sừng. Còn nếu mà cái bờ nội mạc, nếu mà bờ thân mạc mà nó phẳng thì chúng ta sẽ coi tiếp cái bờ nội mạc coi nó có lõm hay không. Nếu nó không lõm hoặc lõm dưới 1 cm thì nó là tử cung dạng cung. Bây giờ tử cung dạng cung vẫn đã được xếp vào tử cung bình thường. Còn nếu mà nó lõm trên 1 cm thì đó là tử cung có